Lý do ra đời của chiếc ống nghe là để tránh sự đụng chạm nhạy cảm giữa bác sĩ và bệnh nhân, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó chính là công cụ không thể thiếu trong quá trình khám chữa bệnh. Bạn đang theo dõi video của Thời báo Việt, nếu thấy thông tin hữu ích, đừng ngại like, share video bạn nhé, đăng ký kênh, bật biểu tượng hình quả chuông để nhận thêm những video hữu ích và thú vị cho bạn và gia đình. René Laennec, sinh năm 1781, là bác sĩ và phát minh người Pháp. Năm 1816, ông đã phát minh ra ống nghe đầu tiên và điều này đóng góp cực kỳ quan trọng cho y học hiện đại. Năm 1826, lý do ra đời của chiếc ống nghe. Vào thời kỳ đó, các bác sĩ thường lắng nghe nhịp tim của bệnh nhân bằng cách đặt tai trực tiếp lên ngực của họ. Khi Laennec kiểm tra cho một thiếu nữ trẻ gặp vấn đề về bệnh tim, ông cảm thấy quá ngại ngùng để làm việc đó và cho rằng đó là hành vi không phù hợp. Hơn nữa, người phụ nữ còn bị thừa cân nên việc nghe nhịp tim cũng khó khăn hơn. Để tránh có tiếp xúc nhạy cảm giữa thiếu nữ trẻ, Laennec đã bất ngờ nghĩ ra cách, đó là cuộn tờ giấy thành hình ống, đặt một đầu vào lồng ngực của bệnh nhân và áp tai nghe vào đầu bên kia. Thật bất ngờ khi cách làm này lại giúp Laennec nghe nhịp tim rõ ràng hơn hẳn so với việc áp tai nghe. Sau đó, ông đã thiết kế một ống gỗ rỗng có đường kính 3,5cm và dài 25cm giúp truyền âm thanh đến tai, nhưng nó chỉ áp dụng được cho một bên tai. Laennec đã mất tới 3 năm để hoàn thiện thiết kế này. Năm 1819, bác sĩ Laennec đã sáng chế ra phiên bản ống nghe đầu tiên mang tên The Auscultation Mediate. Với tính hữu dụng và hiệu quả, ống nghe đã nhanh chóng được áp dụng trên khắp nước Pháp và cả châu Âu, nước Mỹ. Sau đó, ống nghe cũng đã được trải qua nhiều lần cải tiến để phục vụ cho việc khám chữa bệnh hàng ngày tốt hơn. Năm 1945, đánh dấu sự ra đời của chiếc ống nghe dòng Rapaport và Sprech với hai chiếc ống nghe kép, một để nghe tim, phần còn lại để nghe phổi. Năm 1961, phiên bản ống nghe phổ biến nhất hiện nay đã ra đời do tiến sĩ David Littman sáng tạo. Để nghe âm thanh có tần số thấp, người sử dụng chỉ cần nhẹ nhàng để màng nghe tiếp xúc lên vùng cần nghe. Với âm thanh có tần số cao, người sử dụng chỉ cần ấn nhẹ màng nghe. Ống nghe tim mạch là sự kết hợp đơn thuần của một trong những định luật vật lý cơ bản nhất dẫn truyền và khuếch đại âm thanh. Tuy nhiên, nó lại có ảnh hưởng rất lớn đối với ngành y và trở thành biểu tượng của nền y học hiện đại. Bạn vừa theo dõi video của Thời báo Việt. Đừng quên đăng ký kênh và bật biểu tượng hình quả chuông để nhận thêm những thông tin thú vị khác nhé!